rồi tự lấy một phần mì giùm tao nha. Dạ rồi, cảm ơn, mai quay lại. Giữa lúc bộn bề khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, người thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn giữ một tinh thần lạc quan và sẵn sàng sẻ chia những gì mình có thể đến lực lượng tuyến đầu chống dịch, bà con khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Trong con hẻm nhỏ trên đường Lê Quốc Hưng, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, gia đình của bác sĩ Đỗ Phạm Nguyệt Thanh, hiện đang là chuyên viên Trung tâm Nghiên cứu Y sinh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đang cùng người thân trong nhà cấp tập làm hàng ngàn tấm chắn ngăn giọt bắn gửi y bác sĩ, lực lượng an ninh công an, tình nguyện viên đang tham gia chống dịch Covid-19 tại các điểm nóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị nơi bác sĩ Thanh công tác chịu trách nhiệm xét nghiệm 500 đến 600 mẫu xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày, áp lực công việc nhiều hơn ngày bình thường. Nhưng cô bác sĩ trẻ quyết khởi xướng cho cả nhà thực hiện công việc mang đến sự an toàn cho đội ngũ y bác sĩ. Mình vận động gia đình, trong những ngày giãn cách xã hội thì hộ kinh doanh của gia đình không có làm việc được, nên ở nhà mọi người cùng nhau làm những cái tấm chắn nước bọt. Đây là kỷ niệm đáng nhớ của gia đình, mọi người được gắn kết với nhau và góp phần công sức nhỏ bé của mình để mong muốn đẩy lùi dịch bệnh, mong muốn cuộc sống trở lại bình thường cho người dân của thành phố cũng như của cả nước. Bác sĩ Thành kể, ngay khi nhận được tin ổ dịch ở quận Gò Vấp diễn biến phức tạp, cả nhà đã bắt tay ngay vào làm tấm chắn để kịp thời hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Lúc mà nghe thông tin của ổ dịch Gò Vấp đang có những cái chuyển biến phức tạp, thì các anh chị ở quận đoàn Gò Vấp cũng có liên hệ với mình. Và lúc đó thì gia đình vét hết ở trong kho thì còn dư được khoảng 150 cái là còn tồn lại từ cái đợt dịch năm ngoái. Thì gia đình đã ship rác nhanh tới quận đoàn Gò Vấp. Tuy nhiên thì 150 cái thì vẫn không đủ vào đâu hết. Thì gia đình đã quyết định là bắt tay tiếp tục làm. Mặc dù lúc đó thì vẫn chưa kêu gọi được các mạnh thường quân, thì vẫn đã mua về những cái nguyên liệu để thực hiện tiếp, để phục vụ cho cái tình hình khẩn cấp ở Gò Vấp. Và thế là cả gia đình, từ 10 đến 12 người, cùng chung tay mỗi người một khâu, ráo riết chuẩn bị 1.000 đến 1.200 tấm chắn mỗi ngày. Bác sĩ Nguyệt Thanh cho biết, tấm chắn ngăn giọt bắn được chị học lần đầu tiên từ các anh chị ở Bệnh viện Nhi Đồng 1. Sau quá trình thực hiện, gia đình đã cải tiến thêm để thích hợp hơn cho người dùng. Đó là độ lớn tấm kính che hết đầy đủ khuôn mặt, che cả phần tóc cho nhân viên y tế. Lớp mút dày vừa phải để không cảm thấy nóng trong thời gian dài. Đằng sau là miếng dán có thể thay đổi kích thước tùy theo kích thước vòng đầu của người đeo. Sử dụng các nút nhựa để đảm bảo chắc chắn hơn trong quá trình sử dụng. Đây là lần thứ hai gia đình bác sĩ Nguyệt Thanh cùng nhau làm tấm chắn ngăn giọt bắn. Lần đầu vào đợt dịch tháng 4 năm 2020. Đợt 2 làm được 10.000 tấm gửi đến các điểm dịch bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cộng 2 đợt, gia đình làm được 25.000 tấm. Cái việc này á, nhìn chung thì nó không có nặng, nhưng mà nó cần phải nhiều thời gian, từ sáng sớm cho đến tối. Lớn tuổi thì ngồi lâu như vậy thì nó cũng sẽ mệt mỏi và rất là đau lưng. Người này thay phiên nhau hỗ trợ, người khác mệt thì lại đứng lên. Đầu tiên thì tôi cũng trăn trở, không biết mình có làm được không. Mình muốn hỗ trợ cho con, vì đó cũng là cái ngành nghề của con. Nhưng mà sau đó thì tôi thấy là cũng phải cần phải làm. Vì cái việc này là việc làm này nó mang ý nghĩa, giúp đỡ cho cộng đồng và xã hội rất là nhiều. Đồng hành cùng gia đình bác sĩ Nguyệt Thanh, đoàn khối Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tài trợ và trực tiếp đi gửi tặng các bệnh viện, điểm nóng dịch trên thành phố. Đối với nội dung tấm chắn giọt bắn thì cái kinh phí để mà thực hiện thì đến hiện nay vận động được trong toàn khối ngân hàng là khoảng hơn 70 triệu đồng. Cái nhu cầu của tấm chắn thì cũng đang hiện nay đang rất là thiếu. Thì chúng ta cũng đang nỗ lực vận động để dự kiến sẽ làm thêm ít nhất là 2.000 tấm chắn để gửi tiếp tới các nơi cần. Đặc biệt hơn khi bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh có ca mắc những ngày gần đây, gia đình bác sĩ Nguyệt Thanh lại tự tay nấu ăn, chuẩn bị khoảng 700 phần cơm gửi tới nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Cô bác sĩ trẻ gọi đó là phần cơm tri ân, vì đó là tấm lòng của hậu phương gửi đến những hy sinh của nhân viên y tế, không phải trên chặng đường này mà cả chặng đường Blue Trắng đã chọn. Bình dưỡng đảm bảo khoảng cách giúp em ạ. À.
Những ngày này, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị, xã hội, mạnh thường quân, doanh nghiệp đã triển khai ATM gạo, gian hàng nhu yếu phẩm không đồng cho người dân khó khăn, người đang thực hiện cách ly tại nhà. Có mặt tại nhà thiếu nhi quận 7, nơi đặt ATM gạo cùng gian hàng không đồng, phục vụ hộ nghèo, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi nhận thấy mặc dù có khá đông người dân đến, nhưng việc thực hiện giãn cách, khai báo y tế đều đầy đủ do lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ điều phối nhịp nhàng. Dù đứng dưới cái nắng nóng mùa này của thành phố Hồ Chí Minh, các bạn nhiệt tình hướng dẫn, phát gạo và nhu yếu phẩm đến tận tay người già yếu. Thì khi mà được đóng góp một chút sức lực của đó vô này thì nó chỉ tôn thêm một cái vẻ đẹp, cái nét thanh xuân của mình thôi. Thì mình giống như mình góp chút sức lực của mình thì mình cảm thấy không có mệt. Nắng chút xuống sao, tại vì các cô chú đây cũng phải đứng xếp hàng đây rất là nhiều. Em phụ trách là nắm chính điều phối ở ngoài đường để bà con mình xếp hàng với lại giãn cách theo quy định 5K của Bộ Y tế ổn định để họ không có bị hoang mang, để họ xếp hàng, để họ nhận được nhanh nhất. Trong cái suy nghĩ của tụi em, tất cả các bạn tình nguyện viên ở đây luôn, thì mình không có nghĩ đến cái việc là mình hy sinh cho cộng đồng như thế nào, mà quan trọng là bà con gặp khó khăn, họ đến họ nhận được là tụi em rất là vui. Tụi em vẫn cố gắng để cống hiến, tại vì tụi em là sức trẻ, hiện tại đang trong thời gian giãn cách mà tụi em có được cái thời gian hỗ trợ được bà con thì tụi em rất là sẵn lòng. Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 7 phối hợp với Ban Thường vụ Quận đoàn, Liên đoàn Lao động quận tổ chức, kéo dài 10 ngày từ ngày 9 tháng 6 đến hết ngày 18 tháng 6, vào buổi sáng từ 8 giờ đến 10 giờ. Người dân đến đây sẽ được nhận 3 kg gạo một người, kèm mì gói trứng rau củ tại gian hàng không đồng. Ở nhà không có đi làm được, ở nhà với con chồng chỉ đi chạy xe mà chạy xe cũng không có tiền. Ở đây hỗ trợ gạo rồi cho mì cho ăn cũng cảm ơn rất là nhiều. Cho gia đình ăn vui lắm, thiệt. Mấy đứa cháu cũng vui nữa, thấy bà nội đem về mừng lắm. Rất là cảm ơn mấy cô, mấy chú, mấy bác ở đây. Ngoài quận 7, các quận khác như quận 1, quận 8, quận 4, quận Phú Nhuận, thành phố Thủ Đức, phường Thạnh Lộc, quận 12, v.v. cũng thực hiện ATM gạo, gian hàng không đồng trong khu cách ly, vận chuyển rau củ quả đến từng hộ dân đang cách ly, thực hiện siêu thị nghĩa tình, đi chợ giúp dân mùa COVID-19.